Vâng, hôm nay mình xin giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn một chiếc máy xay sinh tố và xay thịt, xay cá, xay đồ ăn đồ uống. Đây trên máy họ ghi này, hàng Nhật bãi có thương hiệu là Sanyo và model là SMG321. Đây là chiếc máy xay được sản xuất tại Nhật luôn, đời cổ rồi nhưng mà rất bền, dòng này rất hiếm gặp. Máy công suất lớn và cốc thủy tinh to, chuyên phục vụ cho những cái quán sinh tố hoặc cà phê hoặc là phục vụ gia đình đông người. Đây là chiếc máy cốc thủy tinh 1200W, à 1200 ml. Từ cái gioăng này họ làm rất cẩn thận nhé. Thủy tinh rất dày, lưỡi dao thép titan sắc bóng, sau bao nhiêu năm rồi vẫn còn rất sáng, chưa có một tí nào. Và đặc biệt những cái dây, những cái lưỡi dao này rất là sắc nên mình xay rất nhanh nhừ. Đây là bánh răng, qua bao nhiêu năm mà nhưng mà chưa có một dấu hiệu nào của sự mòn nữa. Đây là đít máy thông số kỹ thuật này, motor bằng củ bọc rất lớn nhá. Đây nhìn những dây đồng đỏ ao bên trong ấy. Điện 100V mà công suất 260W. Công suất 260W ở thì chế độ điện 100V thì nó tương đương với công suất nhân 2 nhân hơn 500W, điện 220V nhá. Bây giờ mình sẽ bật khởi động máy. Đây số 1 đây, trên máy họ ghi này, vừa xay thịt này, xay đồ ăn đồ uống được hết này. Đấy, thực thường là những cái dòng khác thì họ chỉ thiết kế một là xay sinh tố, hai là xay thịt, ba là ép hoa quả riêng. Chiếc này thì nó có hai, có thể xay được hết các loại, chỉ trừ ép hoa quả thôi. Cốc lớn, công suất lớn. Đây, bạn nào có nhu cầu mua liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679. Mình có ship hàng toàn quốc nhé. Máy xay, máy ép hàng Nhật bãi ở bên mình về rất nhiều nhé, và về liên tục. Bạn nào có nhu cầu mua thì sẽ gọi điện cho mình. Mình nếu còn chiếc nào thì mình sẽ gửi hình qua Zalo cho.